bánh quy Oreo, xoay bánh, nếm kem, chấm sữa. Cái vỏ bánh thì giòn nè, thơm cái vị của chuối với lại có một chút nhẹ nhẹ vị sô-cô-la, nó đắng nhẹ thôi mọi người. Bây giờ mình sẽ thử đến bánh sô-cô-la pie nha. Bánh rất là thơm hương trái cây nhiệt đới.